Nãy giờ đến đây thương lượng giá với lại chủ nhà. Đây ảnh có hai con bò chữa, bò cũng bự con lắm. Như anh chị thấy đó, em đi đến đây em xem bò, trách nhiệm của em là phải kiểm tra những con bò như thế này coi nó hoàn thiện hay không, rồi thương lượng một cái mức giá nó hợp lệ để cho anh chị xem. Anh chị lựa chọn rồi anh chị quyết định chị có nên mua hay không. Nhưng mà anh chị xem video của em rồi, anh chị có đặt hoàn cảnh, có đặt trường hợp là em đến đây thương lượng như thế nào, rồi cái giá em báo lên đây ra sao hay không, hay là anh chị lên anh chị chỉ biết là thằng này nó báo giá tào lao, thằng này nó kêu giá tầm bậy, mà mình đâu có biết được là cái người đi quay phim người ta trả giá hay là như thế nào. Em quay phim như thế này để cho bà con anh chị lên đây tham khảo, với một cái điều kiện là mình xem miễn phí, mình không có trả phí cho em, và em cũng không đòi hỏi bất cứ anh chị một ngàn nào, một đồng nào từ khi xem video của em. Em cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã tham khảo, vì đã xem video để ủng hộ cái chương trình của em. Nhưng mà có một số anh chị vô đây xem á, rồi anh chị buông những cái lời nói chung là cũng khó nghe. Em quay video như thế này em đâu phải là chủ bò đâu, em chỉ đến để mà quay phim hỗ trợ cho người ta tiếp cận được khách hàng xem, rồi người ta tiếp cận được khách hàng muốn mua, rồi anh chị sẽ có được những cái video để tham khảo giá cũng như là hình ảnh. Đó là chỉ mang một cái tính chất là môi giới để cho anh chị mua bán thôi, chứ em không có đòi tiền bất cứ ai. Rồi cái người bán, người ta bán được thì người ta sẽ gửi cho em tiền xăng, tiền cộ, tiền cà phê, nước nôi. Chứ mà khi đi quay phim là em không có đòi hỏi lấy tiền. Anh chị nghe kỹ rõ giùm em ha. Nói chung mà có rất là nhiều người khách hàng, người ta điện thoại, người ta nói chuyện, người ta hỏi thăm hay là người ta động viên. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thay vào đó cũng có một số anh chị, những cái tệp khách hàng không có được lịch sự cho lắm, bình luận vào những cái video có mang cái tính chất ý kiến trái chiều. Đó. Cũng cố gắng để làm hài lòng mọi người thôi. Nhưng ngày hôm nay em có đến đây để mà quay phim báo giá một cái đôi bò chữa. Như hai con này thì tơ hết đúng không? Tôi có tơ con này Con này đó rồi. Con Pháp này là tơ anh chị, đang mang thai lứa đầu. Con Pháp này đang mang thai lứa đầu được sáu tháng hả? 6 tháng. Em nãy giờ em đọc tin nhắn của khách hàng. Em Pháp bự con lắm anh chị. Con Pháp này cao khoảng 1m35, 1m36 á. Còn con này khoảng tầm 1m32 ha. Con bô, con bò bô. Con này đẻ một lứa rồi, đang mang thai lứa 2. Như con này đang mang thai 8 tháng anh chị. Đó. Tình trạng ăn uống anh chị thấy nó ăn miệt mài lắm, nó ăn mà không có ngại khách hàng tới coi nó luôn mà. Nó ăn nó không ngại luôn á. Đó anh chị coi nó cấu đầu nó ăn kìa. Đó. Nó ăn mà nó ngậm 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 luôn mấy con bò này, dễ. Nói chung là bò này thì dễ rồi đó, nhưng mà có một cái là anh chị mình mua thì mình phải lựa chọn, mình nhìn cho kỹ những hình ảnh của em, những thông tin em cập nhật. Đó, nhưng kem chữa 6 tháng tờ bao chữa, con này chữa 8 tháng mang la thai lứa thứ hai, bao lòi lú cho anh chị tới ngày sanh tháng đẻ. Bò con lú giò ra nhưng mà chưa bể bọt nước, có hiện tượng lòi lú hí tử cung, chủ nhà nhận lệ hoàn tiền cho anh chị đầy đủ. Em ở đây em đứng ra đảm bảo cho anh chị yên tâm. Khi mà một cái kênh mua bán á, mà được rất là nhiều người theo dõi á, thì anh chị biết mức độ uy tín cỡ nào. Thôi đi ra đi, một hồi nó dậm trúng mày bây giờ đây nè. Đó. Thì anh chị yên tâm ha. Nói chung là em đang có một chuyến xe chở bò về các tỉnh. Đó, như là ở Thái Bình nè, ở ngoài Bắc á. Rồi ở miền Trung thì em có đi về Bình Thuận, Ninh Thuận với lại Lâm Đồng. Còn về miền Tây thì em đi về Sóc Trăng, Bạc Liêu với Kiên Giang anh chị nha. Đó là những cái tỉnh thành mà em đang chuẩn bị đi giao bò.
Và bà con cô bác anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ với em để mà mình đi chung chuyến xe, nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển. Và giá bò em báo trên kênh của em là giá bò không bao gồm phí vận chuyển, là bán giá tại chỗ nha anh chị nha. Như hang bò này á, nói chung là cũng bự con lắm. Đây lấy cái thước này. Ghét kìa, thước đi quay ghét là thước rồi đâu mất tiêu hết. Thiệt tình bò này ta. Nói chuyện ghét hết nổi luôn anh chị ơi. Khang tiếng, đau họng, nói chuyện nói chung là cũng cố gắng dữ lắm. Con này 1m33, 34, 33 anh chị. Chiều cao tại phía sau khu 1m33, bò bự con lắm nha. Còn như con này khỏi nói rồi, 1m39 luôn anh chị. Phương pháp nè. Tơ, mang thai lứa đầu. Mấy bò này đẻ một con nó sạc bò ra bự dữ lắm. Nhưng bò này đang chốt giá với anh chủ nhà nè. Con này nãy nói nhiêu? 22 triệu nè. Còn này 22 triệu 500. Nhưng mấy bò này là mà mua đáng đồng tiền. Bự con, về nuôi đẻ con ra nhìn thấy là sướng à. Chứ giờ anh chị ham mua mấy con bò cóc, mấy con bò cỏ rẻ thiệt, 5-7 triệu con cũng có nè. Nhưng mà về anh đẻ con ra nhỏ như con chó vậy á. Rồi anh chị nuôi anh chị chán lắm. Tới chừng anh chị bán nó cũng rẻ như vậy thôi ha. Nói chung là tiền nào của nấy. Rồi anh chị nào chúng ta xem mà muốn mua anh chị liên hệ em ha. Còn anh chị nào mà cảm thấy giá bò nó hơi cao á, mình là một người lịch sự mà, mình lướt qua thôi, mình đừng có để lại những cái lời khó nghe ha. Rồi anh chị cô chú, em xin gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất cho mọi người. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.